con đường, hồn tựa là mưa. Tới đây. À, điểm quá. Ui, chạy nhanh, nó cầm xung kích nó chạy nhanh quá. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Motivation without purpose. Thể loại Nali tí nữa sợ nó sao. Oh, ngon. Nice. Ngon lành.
Súng phản gan liền. Cướp rừng bạn thôi, bạn chỉ boss rồi. The focus mind can mình lên theo kiểu là chém chết luôn mà, chứ đâu phải lên kiểu tốc đánh. Mình thấy kiểu đam to vô cực mà. A true master is an eternal student. Do not let your pride blind you. In you, Wu Zhu lives on.
Đứng lại chó. Má vừa hết ulti luôn. Ủa sao nó khỏe gì vậy? À nó mua cái giáp. Vừa mới hết ulti. Chạy chậm rì. Chơi con nét của mình này. Qua cướp blue nữa. Bây giờ the focused mind can pierce through stone. Bà mẹ bố mày mở nhạc lên sao lên luôn nè. Ấy da, trời ơi, hồi cái Quy lại chết bà nó rồi. Chưa kịp hồi Quy nữa. Hồi Quy là Quy luôn rồi. Đúng 0.1 giây nó hồi Quy rồi. Quy vô cái là nó chết rồi. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Unstoppable. Ow! Ow! Get him! Ow!
tao chết. Mày nè. Tao chết. Chết thôi làm gì căng vậy. Lên nốt cái dao điện là băm bắn xác hết. An enemy has been slain. In me, Wujo lives on. Lên nhà phết nè. Lên đây. Mẹ nó bị dính chói. Đúng rồi. Hiếp nó. Đúng rồi. Tao rồi tao chết. Hoài luôn. Ôi. Xanh nhà. Ôi Lucien. Vậy Lucien. Tí tôi sạc cho hai sạc là đi luôn nè. Cái gì đấy? Săn hả? Rồi đi backdoor ở chỗ này. Thằng nào tắt tự động đánh đúng không? Đúng. Sao tự nhiên quy vô cái nó đứng đơ vậy? Yếu đâu mà yếu, chẳng phải tôi là thằng tăng trụ, thằng quỷ Galio nó không tăng trụ. Galio mà nó tăng trụ là sặc hết luôn rồi. Trụ nó bắn mình. Mẹ thằng quỷ thằng rét nó còn không nó mà không máu được mình là thiệt chứ có Benta sản luôn ấy. Cố gắng nó móc mình lại nữa. Mày chết cụ mày đi. Móc bố mày này. Mẹ nó.
has been slain. Làm pháp Benta coi nè. Má nó trâu dữ vậy trời. Kiệt sức. Không có đồ giáp, có mỗi cái giáp ghẻ mà nó cũng trâu vãi. Ôi thằng này lấy giáp hồi sinh luôn rồi. Đồ 95% là sai, ta đẹp trai là đúng thiệt. Nào mình cùng quăng tao cây bon. Tao cùng chơi vòng tròn. Không có rừng mà anh như đúng rồi vậy. Ừ, thiếu đam, ngon, rồi lên nhạc. Chuẩn bị lên nhạc nào. Rồi, đi xuống đây chơi. Kệ tim. Farm đi, nhiều lính quá. Chết tới lầy quá, nó bắn hết rồi. Ít nó lấy lên nó bắn thì không còn một cái gì đâu. Chưa kịp diệt. Gì vậy?